nữa đội trưởng cố gắng ghi luôn điểm. Nếu bạn có con thì bạn sẽ cho con bạn chơi loại nhạc cụ nào? Tôi nghĩ là kèn trumpet. Kèn trumpet. Kèn trumpet. Nếu được bạn Linh. À, theo em thì bạn đoán thử xem. Hy vọng đáp án cuối cùng là đàn tranh. Đàn tranh. Đàn tranh, đàn tranh nếu mà có con gái chơi thì rất dễ thương. Đàn tranh. Đàn tranh, chúc mừng các bạn. Như vậy các bạn đã thắng toàn bộ số điểm của vòng này, 96 điểm. Thưa quý vị các bạn, sau vòng thứ hai, bè bạn đã có 96 điểm. Bà Lan thì vẫn dẫn trước với 174 điểm. Mời quý vị và các bạn theo dõi vòng thứ ba của trò chơi chung sức. Thành viên thứ tư của hai đội sẵn sàng. Mời. Vòng này vẫn chỉ có một câu hỏi và câu hỏi cũng được khảo sát 100 người, có 6 đáp án nằm trên bảng. Số điểm mỗi đáp án chính là số người đồng tình với nó. Và các bạn đừng quên rằng đây là vòng thi có số điểm nhân 2. Tối đa có thể đạt được 200 điểm. Bạn thấy cái loại củ quả nào mà cái vỏ của nó bên ngoài của nó có màu tím? À, củ cà tím. Củ cà tím. Cà tím. Loại củ quả nào có vỏ bên ngoài màu tím? À, em nghĩ loại củ quả mà có màu tím đó là nho. Nho. Bởi vì sao? Bạn thấy là củ quả gì bên vỏ ngoài nó có màu tím? Dạ em nghĩ nó là chanh dây ạ. Chanh dây? Dạ. Chanh dây. Thôi đó là bạn hỏi ý. Bạn Trắng Tiền, dạ. Bạn cho rằng là loại củ quả nào có lớp vỏ bên ngoài màu tím? Em nghĩ là măng cục. Măng cục. Tôi là ngạc nhiên. Các bạn đưa ra những cái đáp án tôi cho là đều hợp lý cả. Nhưng mà Quyên đã thuộc về đội bè bạn. Bạn thử xem để cho mọi người biết xem là quả gì, củ gì có bỏ ngoài màu tím. À, tôi nghĩ là củ dền. Củ dền, các bạn. À, em nghĩ là khoai lang ạ. Khoai lang, bạn. Em cũng nghĩ là củ dền. Củ dền, hả? Em cũng nghĩ là củ dền. Đáp án của các bạn là gì? Là củ dền. Là củ dền. Bạn đáp án là sao? Củ dền. Củ dền. Dền. 2, 3, 4, 5, 6. Ôi còn nhiều đáp án quá. Các bạn đã bỏ qua rất nhiều điểm. Và vì vậy cho nên là một đáp án so với 5 đáp án trên bảng xác suất khá cao đấy. Thật là xui lắm ấy. Phú Dân. Phú Dân có Phú Dân. Các bạn ghi được 124 điểm. Và sau đây chúng ta xem các đáp án còn lại. Mời đội Lan Đường xem, mời quý vị và các bạn xem củ quả gì bỏ ngoài màu tím. Đáp án thứ 3. 4. 5. Và 6. 3 vòng thứ 3. Tình hình đã được đảo ngược. Lan Rừng vẫn giữ 174 điểm. Và dẫn trước bây giờ là bè bạn 220 điểm. Dạ. Chắc bó tay. Bó tay. Bạn nói xem. Em không nói xem. Bạn nói xem. Dạ. Bạn nói xem. Đáp án thứ 6. Rửa xe. Một công việc rất là phổ biến, rất là quen thuộc mà các bạn không nghĩ ra. Và thưa quý vị và các bạn, như vậy chúng ta đã rõ sau 4 vòng thi đấu. Đội nào là đội chiến thắng? Đó là đội bè bạn 514 điểm. Chúc mừng các bạn. Chào các bạn, rất tiếc cho các bạn chơi rất hay, rất vui. À, nhưng mà các bạn thiếu may mắn một tí cho nên là các bạn về sau, nhưng mà các bạn có 174 điểm đó là giải thưởng 1.740.000 đồng. Phần sữa của Biên Nguyên tặng các bạn.
các bạn. Các bạn có 514 điểm vui chưa? Đó là 5.140.000 đồng và một giải thưởng 10 triệu đồng đang chờ các bạn. Các bạn sẽ cử hai thành viên để bước vào vòng đặc biệt, xin mời các bạn nhận phần quà của nhà tài trợ. Rất là bạo lực, giận dữ rồi hu cho sợ. Khảo sát 12 người dùng phương pháp này. Câu thứ ba, cho biết một cách cai thuốc lá, bạn đã trả lời là không nghĩ đến nó nữa, không nghĩ đến nó nữa và sẽ không hút nữa. Có dễ dàng quá không? Khó. Khó hả? Không nghĩ đến nó dễ không? Câu này chắc cũng có vấn đề. Có vấn đề à? Khảo sát. Có vấn đề. Câu thứ tư, cái gì có thể làm tăng sự ngon miệng? Bạn đã trả lời là ớt. Ăn muốn ngon miệng thì cho thêm tí ớt vô. Dạ. Yeah. Có nhất thiết gì không? Nhất thiết. Món nào không cho ớt? Chè thì không bỏ ớt được. Khảo sát. Và câu cuối cùng, những yếu tố hoặc tác nhân nào làm bạn dễ bị đau dạ dày? Bạn trả lời là cuốn ớt luôn. Bạn có vẻ thích ớt mà thích cay phải không? Cũng ăn chút chút. Ăn chút chút. Khảo sát 5 người đồng ý với bạn, bạn có 50 điểm. Đồng đội của bạn phải giải nhất 150 điểm. Mời bạn trở về vị trí. Xin mời thành viên thứ hai. Nãy giờ bạn nghe đồng đội bạn trả lời gì mà đeo? Dạ, nghe nhạc hay lắm anh. Nghe nhạc hay. Đồng đội bạn trả lời cũng gần hay. Và bây giờ đến lượt bạn, bạn cố gắng trả lời hay hơn nhạc. Dạ. Bạn có 25 giây để bạn nghe lại và trả lời 5 câu hỏi mà tôi đã hỏi đồng đội bạn. Phần việc của bạn khó hơn chút là bạn phải không được trả lời trùng ý với các đáp án của đồng đội bạn. Nếu bạn đáp trùng đáp án, bạn nghe nghe tín hiệu nhắc nhở. Đó là tín hiệu nhắc rằng đáp án của bạn không được chấp nhận. Hoặc là bạn phải thay ngay đáp án khác, hoặc là bạn nói cho qua. Những câu nào bạn nói cho qua, tôi tự động tôi đọc lại khi thời gian còn cho phép. Bây giờ bạn sẵn sàng trả lời nhé. Dạ, sẵn sàng. 25 giây dành cho bạn chỉ bắt đầu được tính sau khi tôi đọc xong câu hỏi thứ nhất. Vì vậy bạn yên tâm về cái khoảng thời gian tôi đang đọc câu thứ nhất, không tính thì không được tính. Cố gắng nhé. Khách hàng có thể phản ứng ra sao nếu không được phục vụ tốt tại nhà hàng? Viết thư khiếu nại. Cho biết một phương pháp chữa nấc cục. Uống nước. Cho biết một phương pháp cai thuốc lá. Nhai kẹo. Cái gì có thể làm tăng sự ngon miệng? Gia vị. Những yếu tố hoặc tác nhân nào làm bạn dễ bị đau dạ dày? Thức khuya. Bạn trả lời rất nhanh và hy vọng rằng bạn sẽ đạt được điểm cao. Bây giờ xin mời bạn quay lại xem. Bạn cảm thấy thế nào? Rất rất vui vì số điểm không có được như ý muốn. Rất vui vì số điểm không cao lắm. Và bây giờ bạn ráng làm cho nó cao nha. Dạ, hy vọng ráng vậy. Làm sao cho được 200 điểm. Câu thứ nhất, khách hàng có thể phản ứng ra sao nếu không được phục vụ tốt tại nhà hàng? Bạn trả lời là viết thư khiếu nại. Có lâu lắc quá không? Không trả tiền thì tốt hơn. Bạn nghĩ rằng với đáp án này là làm cái chuyện này hơi bị lo lắc không? Đồng đội của bạn thì phản ứng rất nhanh, giận lên, chớp nhoáng, còn bạn thì bình tĩnh hơn, chậm chậm về nhà suy nghĩ viết thư kiểu này. Chúng ta xem có ai đồng ý với bạn. Khảo sát 7 người đồng ý với bạn. Ở đáp án này có 32 người trả lời là kêu chủ ra, kêu người quản lý ra, than phiền với người quản lý. 32 người trả lời như thế, đó là số điểm cao nhất. Câu thứ hai, cho biết một phương pháp chữa nấc cục thì bạn trả lời là uống nước. Đồng đội của bạn thì hù cho sợ, bạn uống nước. Tôi thấy cái phương pháp của bạn thì nghe nó quen hơn. Chúng ta xem bao nhiêu điểm. Khảo sát 36 điểm, chúc mừng bạn. Đây là số điểm cao nhất. Câu thứ ba, cho biết một cách cai thuốc lá, bạn đã trả lời là nhai kẹo. Cách này thì tích cực hơn là không nghĩ đến nó ha. Đó là cách này thì có hỗ trợ, có được kẹo hỗ trợ làm cho dễ quên thôi, chứ còn không nghĩ đến nó thì có phải không? Khảo sát
34 điểm, đầy lắm, đều là cái điểm cao nhất của câu hỏi 36 và 34 là hai số điểm cao của hai câu liên tục. Và câu thứ tư, cái gì có thể làm tăng sự ngon miệng? Bạn đã nói là gia vị. Khảo sát là số điểm cao nhất, chúc mừng bạn, chúc mừng bạn. Và bạn còn 43 điểm nữa dành cho đáp án của câu thứ năm. Bạn cảm thấy sao? Rất khó. Có gì hy vọng không? Rất khó anh. Chúng ta nghe tiếp. Những yếu tố hoặc tác nhân nào làm bạn dễ bị đau dạ dày? Bạn đã trả lời là thức khuya. Thức khuya thì dễ đau dạ dày. Và bao nhiêu người đồng ý với bạn? Còn nguyên 43 điểm. Và bạn biết không, câu này có 30 người trả lời là ăn uống không đúng giờ làm dễ bị đau dạ dày. Bạn thấy người ta trả lời gì, có lý không? Cũng có lý. Dạ. Nhưng mà rất tiếc là bạn không đoán ra. Dạ. Thưa quý vị và các bạn, trò chơi chung sức cho Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh và công ty Đông Tây phối hợp thực hiện trong tuần này xin được phép kết thúc. Cảm ơn Vinamilk đã cùng chung sức với chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại 8:30 chúng ta.